Sau hơn 2 tuần khởi tranh các trận vòng bảng Euro 2024 cũng đã xác định được 16 cái tên sẽ góp mặt vào vòng đấu 1-8 vòng đấu knockout và lịch thi đấu của vòng đấu này cụ thể như sau. Vào lúc 23 giờ ngày 29 tháng đấu tháng 6 sẽ là cặp đấu đầu tiên giữa đội tuyển Thụy Sĩ gặp đội tuyển Italia. Rạng sáng chủ nhật ngày 30 tháng 6 sẽ là cặp đấu giữa chủ nhà Đức và Đan Mạch. 23 giờ ngày 30 tháng 6 sẽ là cặp đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Slovakia. Rạng sáng ngày thứ 2 mùng 1 tháng 7 sẽ là cặp đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha đối đầu với Gelradia. Pháp sẽ đối đầu với Bỉ vào lúc 23 giờ ngày mùng 1 tháng 7. Rạng sáng ngày mùng 2 tháng 7 sẽ là cặp đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Slovenia. 23 giờ ngày mùng 2 tháng 7 sẽ là cặp đấu Romania với Hà Lan và cặp đấu cuối cùng sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng thứ tư ngày mùng 3 tháng 7, đó là cặp đấu giữa đội tuyển Áo và Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là toàn bộ lịch thi đấu của vòng đấu knockout, vòng đấu lựa chọn ra 8 cái tên xuất sắc nhất bước vào vòng tiếp theo. Cá nhân các bạn thì các bạn sẽ ủng hộ đội nào đi tiếp và cá nhân của các bạn sẽ lựa chọn ra 8 đội bóng nào sẽ có mặt ở vòng đấu thứ tiếp theo, vòng đấu uh, tứ kết. Riêng quan điểm của mình thì mình sẽ rất yêu thích đội tuyển Bồ Đào Nha và mình cũng mong rằng đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ lọt vào vòng tứ kết. Còn các bạn thì sao? Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe video.